Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Vi Tính Duy Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ làm một series về mua hàng giá rẻ. Thì hôm nay mình đã mua trên tay, mình mua được một con 4K Ultra HD. Thì con này là có mã là SG5000. Đây, con này là có mã SG5000. Con này nghe nói là có thể quay được tới 4K. Hôm nay mình mới mua và trải nghiệm thử. Mình chưa có khui. Nè, rõ ràng mình chưa có khui luôn. Đây, mình chưa có khui mấy cái này luôn. Mình để dành nguyên bản để về khui cho mọi người xem. Đấy, mình chưa có khui, mình chưa có test gì hết. Nhưng mà cái hộp, cái này là có một cái hộp nữa nhưng mà mình đã tháo ra rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành bóc xem cái này chất lượng như thế nào, với trong tầm giá. Cái này là tầm giá rẻ thì nó cũng chắc chất lượng mình nghĩ cũng sẽ ổn. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành khui con này, con cam 4K Ultra này lên. Đây, đây là phụ kiện của nó, quá nhiều luôn. Trước tiên mình, ôi cái này nó ngoài gì không có, nó không có sách hướng dẫn. À, có sách hướng dẫn rồi. Phụ kiện ôi quá trời. Đây, mình tới nhân vật chính trước đi, bỏ qua cái này lên bên. Tiếp theo là nhân vật chính, thì ở đây là mình thấy có, trước tiên là mình mua là nó sẽ có một cái hộp chống nước. Cái này phần chống nước siêu mình chưa sẽ tháo luôn. Đây, mình chưa để nguyên nó luôn. Này mình chưa dùng tới tới cái chống nước này đâu. Okay. Đây là cam. Mình mở luôn cái này. Này mở. Đây là em nó. Con này là Ultra. Đây là con này là Ultra. Mọi người thấy chưa? Đây, con này là Ultra. Chưa mở. Mình khá là quan trọng cái lens này nè. Mình mua sản phẩm này khá quan trọng cái lens này. Đây. Cái con này theo mình đánh giá nó tựa giống cái con mà mình đã mua kỳ rồi, giá đâu đó khoảng 200.000 gì đó mình không nhớ. Mình mua một con Sport A9. Thì cái con đó nó quay cận không được ngon cho lắm. Con này nó, mình thấy nó cũng tựa giống nhưng mà không biết chất lượng nó quay nó sẽ tốt hơn không. Tại mình cần quay gần ngoại hình. Ngoại hình thì nó cũng gọi là được mắt. Bên này là có một cây cắm thẻ nhớ, một cái HDMI mini và một cổng sạc micro và len. Cái này mà phải có thêm cái len nữa là sẽ tốt. Này là nút mod thôi. Này là mod chế độ. Này là chọn. Này là lên xuống. Cái này cái dòng này chắc không có cảm ứng đâu. Mình khỏi phải bàn tới. Tiếp theo mình sẽ móc ruột nó ra. Sẽ móc ruột nó ra xem bên trong. Thì mình đi xuống cưới. Đây, mình sẽ móc ruột nó ra mình xem bên trong. Đây. Cái con bọt A9 của mình mua kỳ rồi, nó sẽ sạc được 15, mới xài được 10 đến 15 phút. Không biết con này sẽ được xài được bao nhiêu phút. Ôi, pin nó khá nhẹ nha mọi người. Pin con này khá nhẹ, không biết nó xài được lâu không mà thấy pin khá nhẹ và thấy hơi mắc giật rồi đấy. Mấy cục pin mà khá nhẹ này chắc quay chừng cao lắm chắc nửa tiếng là cùng. Tại mấy cái này mà nó có quay thật 4K ra đẹp luôn thì chất lượng nó sẽ chắc cũng không được giữ pin cầm pin cao lắm đâu, nửa tiếng theo mình đoán. Mình không dùng mấy cái dòng này nhiều nên mình cũng đoán. Đây là em nó, cho mọi người nhìn kỹ hơn người nữa. Đây, tiếp theo mình sẽ mở nguồn thôi, mở nguồn cái này nữa. Ây, lên hình, ngon. Ây, đây là giao diện lúc mình mở nha. Này nó vẫn để ở chế độ, mọi người thấy không, để ở chế độ 4K, cắt 1 gen, gen tai nghe len, pin nè, nó có pin nè. Nó chưa có thẻ nhớ, nó sẽ báo thẻ nhớ luôn. Cái này là quay ở chế độ 4K 30 frame nha. Đấy. Chuyển chế độ khác rồi. Là chụp ảnh.
đang nhớ. Này nó hơi chá nên mọi người không thấy rõ. Chỉnh cái này là thiết lập đó. Rồi sáng tối cái này không biết mấy mọi người mua rồi sao, nhưng mà cái này nó nghe một số kênh nó sẽ báo là cái này nó được 20 mê, nhưng mà sao mình mở lên đây nó chỉ có 16 mê. 16 mê mọi người thấy không? 16 mê, 16, 12, 10, 8 và 1 mê 3, 5, nó chỉ có 16 mê thôi. Không biết vì sao. Cái đó là chắc chất lượng ảnh chụp. Hình ảnh. Mình sẽ kiếm cái white balance. Đây. Còn cái này mình sẽ mấy cái này sẽ thiết lập sau nữa. Cái độ tự động tắt. Ao. Ui cái này có cả wifi luôn. Thôi cái này để mình cứu sao đi. Đây. Nói chung là mình chắc mình trở về mod hình ảnh đi. Vẫn chưa. Đây mình sẽ tắt luôn. Tiếp theo là mình đánh giá ngoại hình thôi. Mình con này mình bung ra thì chắc để mình dành cái máy này để mình quay tới vài ba hôm xem chất lượng như thế nào, mình sẽ cho mọi người cái review thực tế về cái con mà có thể mọi người nói là quay được 20 mê mà xong này mình kiểm tra có 16 mê. Cái này là 4K ultra 4K. Đây, mình sẽ bỏ cái này qua bên. Nhưng mà sẽ bỏ nó qua một bên nè. Tiếp theo bao gồm bộ sản phẩm này thì nó có những cái khóa. Đây, những cái khóa này treo điện thoại, treo móc xe, kẹp xe. Có một dây cắm sạc USB. Đây. Cái này chắc này để lau kính. Cái này chắc để thay thế cho cái này. Cái này chắc để thay thế cho cái này. Đấy. Dây rút, cách hướng dẫn. Đây, sách hướng dẫn toàn tiếng Anh, dốt tiếng Anh vậy. Full HD thôi, cái này nó chỉ để là Full HD thôi, mọi người thấy không? Cái này thì Full HD đâu, 2.016. Cái này có wifi, cái này có dùng app, chắc có dùng app gì đó. Đây, cái này là camera hành trình. Đây là cái gọng. Đây chắc mình sử dụng cái này. Cái này, cái gọng này. Đấy. Với cả remote. Cái này có cả remote quay phim này, cả chụp ảnh. Nếu con này tốt mình sẽ để dành quay review. Ui, bộ sản phẩm nó khá là đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành test con này trước, mình sẽ tiến hành đi quay trước. Trong mình sẽ bỏ cuối đoạn video này để mọi người đoán xem là nó quay được đẹp, có âm thanh hay là gì không nhé. Mọi người chơi xem.